Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, góp phần giúp người dân đón một cái Tết đầy đủ và ấm tình quân dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, chung tay góp sức cùng hệ thống chính trị làm ấm lòng nhân dân nơi biên cương Tổ quốc mỗi khi Tết đến xuân về. Với tinh thần, đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Bộ đội Biên phòng tỉnh lại tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, trong đó nổi bật là chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản gắn với Ngày hội bánh chưng xanh cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Đây là một chủ trương hết sức đúng đắn, mang đầy ý nghĩa nhân văn của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chỉ đạo cho Bộ đội Biên phòng các địa phương phải triển khai thực hiện triệt để. Chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản có ý nghĩa hết sức đặc biệt khi các hoạt động đều hướng đến chăm lo cho các gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo ở vùng biên giới có một cái Tết vui vẻ, đủ đầy, đầm ấm. Qua các hoạt động này cũng thể hiện được văn hóa truyền thống tương thân tương ái, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương với nhân dân khu vực biên giới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Xuyên suốt chương trình là chuỗi các hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân địa phương, thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền địa phương, già làng, trưởng xóm, người có uy tín, người tham gia bảo vệ cột mốc, đường biên giới, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, trao quỹ khuyến học cho các cháu học sinh, con nuôi đồn biên phòng, trao mô hình sinh kế phát triển kinh tế xã hội cho các hộ nghèo. Là người dân xóm biên giới, ông Đàm Văn Mạnh cũng như bà Đàm Thị Mùi phấn khởi, vui mừng khi được các y bác sĩ bộ đội biên phòng về thăm hỏi, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương. Hôm nay các chú bên phòng các bác sĩ về khám cho nhân dân cảm xúc là rất là cảm ơn bác sĩ bên phòng. Bà thấy vui lắm, lấy các thuốc cho bà thì bà thấy vui mừng lắm đó. Ngoài khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con, các y bác sĩ quân y của bộ đội biên phòng tỉnh còn về tận gia đình người có công, người cao tuổi, sức khỏe yếu, không di chuyển được. Hôm nay bộ đội biên phòng tỉnh và huyện đến đây thăm bà, cho quà và khám bệnh, mang thuốc cho bà. Bà cảm ơn bộ đội biên phòng nhiều lắm. Bà cũng cảm ơn. Đặc biệt năm nay, chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản được gắn kết với chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phối hợp tổ chức nên có ý nghĩa hết sức đặc biệt và càng mang tính nhân văn cao đẹp, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng hướng về đồng bào, nhân dân các dân tộc nơi biên giới là sự quan tâm sâu sát, tri ân công lao, sự đóng góp công sức của các tầng lớp nhân dân vì sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Trong những năm qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cùng với đội đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, chúng tôi có cái chương trình phối hợp tổ chức chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại xã Xuân Nội của huyện Trùng Khánh. Cũng có thể nói rằng là hàng năm thì trong cái chương trình hoạt động thì hội cũng như đồn cũng như là hội phụ nữ xã Xuân Nội chúng tôi xây dựng các cái chương trình cụ thể để tổ chức các hoạt động về hỗ trợ cho hội viên phụ nữ ở cơ sở đạt được kết quả. Và cũng rất là vui mừng tại cái chương trình Xuân Biên phòng ngày hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên chúng tôi cũng góp một phần nhỏ bé của mình để hỗ trợ
rồi cũng có quà tặng cho chị em phụ nữ nghèo làm chủ hộ của xã Xuân Nội đón một cái Tết đầm ấm hơn. Trong cái chuyến công tác này thì chúng tôi cũng có dành 50 suất quà cho hội viên phụ nữ cũng như là các hộ nghèo tại các xã của Trà Lĩnh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có một phần quà dành cho 10 suất quà để đến với hội viên phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có cái chương trình hỗ trợ 2 hộ hội viên phụ nữ nghèo để mà có cái tạo cái sinh kế cho 2 hộ hội viên này phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bằng cách là chúng tôi giúp bằng tiền mặt để cho hội viên mua các con giống để phát triển kinh tế. Với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, góp phần giúp người dân đón một cái Tết đầy đủ và ấm tình quân dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ gia đình tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, các già làng, trưởng bản, người uy tín, các cháu trong chương trình Nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng. Được nhận quà, bà Trương Thị Chỉ, xóm Khao Phải, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh thật sự xúc động. Cảm ơn các cấp các ngành và Bộ đội Biên phòng đã tặng quà cho tôi và gia đình chúng tôi cùng với người dân trong xóm được một cái Tết đầm ấm hơn. Tôi rất xúc động và cảm ơn nhiều. Tôi cũng vinh dự được Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng như là đồn biên phòng Trà Lĩnh mời đến dự cái hội nghị đầu xuân của năm 2004. Thế thì chúng tôi là những người uy tín ở cơ sở thường xuyên phối kết hợp với Bộ đội Biên phòng cũng như là các đồng chí là biên phòng của các địa bàn bên tuyên truyền vận động các ngành đoàn thể cũng như là bà con nhân dân trong xóm làng cùng nhau bảo vệ giữ vững đường biên mốc giới, tổ chức những ngày tuần tra phát quang đường biên nhằm phục vụ cho bộ đội đi lại được thuận lợi và giữ được từng tấc đất của tổ quốc chúng ta. Thông qua chương trình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết cùng chung sức đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc. Chương trình này đã được các đồn biên phòng trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt phối hợp tổ chức với tinh thần mọi người dân trên khu vực biên giới đều được hưởng trọn vẹn một cái Tết Giáp Thìn năm 2024, ấm áp, nghĩa tình để không còn ai bị bỏ lại phía sau. Bà Chu Thị Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trùng Khánh nhận định, chương trình là sự chung tay góp sức cùng hệ thống chính trị làm ấm lòng nhân dân nơi biên cương Tổ quốc mỗi khi Tết đến xuân về. Xuân biên phòng ấm lòng dân bản được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng lựa chọn tổ chức tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh là một cái chương trình có ý nghĩa rất to lớn. Đối với cái nội dung trong khuôn khổ chương trình thì có rất là nhiều hoạt động, trong đó là có hoạt động tặng quà cho các hộ dân còn nhiều khó khăn trong vùng biên giới, và đặc biệt hơn nữa là có cái khen thưởng người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới đã có những cái công sức đóng góp cho sự bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Qua chương trình thì chúng tôi cũng mong rằng là những chương trình tiếp tục được lan tỏa nhiều hơn nữa đối với các chương trình với địa bàn dân cư biên giới, để cho dân cư biên giới với cả bộ đội biên phòng ngày càng thắt chặt hơn, quân với dân như cá với nước, tiếp càng ngày càng thắt chặt cái tình cảm và thực hiện cái nhiệm vụ thường xuyên bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Vui xuân đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ, các đồn biên phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cũng như là đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới phụ trách cho nhân dân vui xuân đón Tết. Trong những năm qua thì toàn thể cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh
cũng đã luôn luôn xác định rõ cái trách nhiệm của mình, và năm nay cũng là một cái dịp Tết Xuân về, toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị luôn luôn xác định rõ cái chức trách nhiệm vụ của mình. Đấy, đã chủ động xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, cũng như là đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn khu vực biên giới vững chắc để đảm bảo cho nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết. Trước thềm năm mới, năm Giáp Thìn năm 2024 thì Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn đã tổ chức triển khai các kế hoạch của cấp trên về tổ chức Tết cho cán bộ chiến sĩ, xác định rõ cái nhiệm vụ trực Tết năm nay. Đảng ủy chỉ huy đơn vị cũng đã triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Và đến thời điểm này thì là mọi công tác chuẩn bị cho Tết Giáp Thìn thì đã được sẵn sàng, và cán bộ chiến sĩ đồn phòng Ngọc Dung sẽ hứa với bà con nhân dân rồi cấp trên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản còn diễn ra các hoạt động như gói bánh chưng, các trò chơi như múa sạp, kéo co, đẩy gậy và tổ chức gian hàng không đồng. Chương trình được tổ chức hướng đến chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, vui xuân đón Tết vui vẻ, đầm ấm, đồng thời thể hiện đạo lý văn hóa truyền thống, tương thân, tương ái, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng với nhân dân khu vực biên giới. Chỉ tính riêng năm 2023, các đồn biên phòng đã tặng 653 xuất quà với số tiền trên 300 triệu đồng. Chương trình Nâng Bước Em Tới Trường hỗ trợ 67 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở khu vực biên giới của tỉnh với số tiền 332 triệu đồng. Nhận nuôi 30 cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, mồ côi bố mẹ, gia đình neo đơn với số tiền 420 triệu đồng. Thực hiện dự án Cán bộ chiến sĩ quân đội Nâng Bước Em Tới Trường, hiện nay các đơn vị cơ sở trong bộ đội biên phòng tỉnh đang nhận nâng bước 250 cháu học sinh với số tiền 1 tỷ 850 triệu đồng. Năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo triển khai tới tất cả các đơn vị tổ chức chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản. Đây cũng là hoạt động được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quan tâm lãnh đạo tổ chức triển khai. Đây là dịp để cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cao Bằng tri ân cảm ơn tới bà con nhân dân ở khu vực biên giới đã sát cánh giúp đỡ Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chương trình cũng có ý nghĩa chính trị hết sức sâu sắc. Đây là dịp để các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm, sẻ chia, thể hiện tình cảm trách nhiệm của mình đối với biên giới, đối với bà con nhân dân ở khu vực biên giới, gia đình chính sách, các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn đều có cái Tết ấm no, hạnh phúc với phương châm là không để ai bị bỏ lại phía sau. Bằng nhiều việc làm thiết thực hiệu quả, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đang chung tay góp sức cùng hệ thống chính trị chăm lo cho nhân dân nơi biên cương Tổ quốc, có điều kiện vui xuân đón Tết ấm áp, nghĩa tình. Những việc làm của cán bộ chiến sĩ biên phòng càng thêm gắn kết tình cảm quân dân khu vực biên giới.